Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, đó là thông điệp của tỉnh Thừa Thiên Huế tại hội nghị bàn giải pháp khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong và sau dịch COVID-19. Thừa Thiên Huế tập trung nâng cấp hồ đập thủy lợi, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước sản xuất trước tình hình hạn mặn được dự báo sẽ gay gắt hơn trong năm 2020. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, khách hàng và đảm bảo sản xuất kinh doanh điện an toàn liên tục, Điện lực Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay thứ Sáu ngày 21 tháng 2. Xin chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong một ngày mới. Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực của Thừa Thiên Huế, đặc biệt là du lịch, thương mại vận tải, xuất nhập khẩu. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có cuộc họp với cán bộ chủ chốt các sở ban ngành địa phương, bàn giải pháp khôi phục và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp với thông điệp kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng do dịch COVID-19 gây ra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trên địa bàn tỉnh, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới hầu hết các ngành, lĩnh vực. Đáng chú ý là các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thương mại vận tải, xuất nhập khẩu. Đối với hoạt động du lịch, gặp khó khăn do tình trạng hủy tour, hủy phòng. Trong tháng 2 năm 2020, lượng khách lưu trú ước đạt 171.000 lượt, giảm 5,7%, chủ yếu do khách nội địa, khách dự hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện, hầu như hủy 100%. Các thị trường khách quốc tế có biến động lớn trong tháng 2 năm 2020, trong đó thị trường Hàn Quốc giảm 72,5%, Mỹ giảm 6,4%, Úc giảm 6,2%, Trung Quốc giảm 87,2%, Malaysia giảm 48,5%. Tham gia giải pháp tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Minh, quyền giám đốc Sở Du lịch, nêu một số vấn đề. Một trong những cái giải pháp mà chúng tôi cho là vô cùng quan trọng là bây giờ chúng ta phải khẳng định, đưa ra một cái thông điệp là cái địa bàn Việt Nam nói chung, và trong đó Thừa Thiên Huế là một cái điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn của du khách. Cái việc vô cùng quan trọng luôn là phải trong cái lúc thì đề nghị cả cái đơn vị là tham gia vào cái chương trình kích cầu để phát triển du lịch. Trong tình hình dịch COVID-19, một số cửa khẩu tạm thời ngừng hoạt động. Việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng dệt may bị ảnh hưởng do một số cửa khẩu bị tạm dừng hoạt động. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 năm 2020 đạt gần 23 triệu đô la Mỹ, giảm 39% so với thực hiện tháng 1 năm 2020 và giảm 13% so với cùng kỳ. Công thương vừa thường xuyên cập nhật báo cáo với tỉnh, với ban chỉ đạo về tình hình chung của thị trường, tình hình chung của dân trong vấn đề tiếp cận các cái sản phẩm cũng như tình hình thị trường của quán như này vẫn ổn định bình thường. Liên quan cùng công nghiệp của thành phố, của Hương Trà và của Phú Vang, chúng tôi cũng nắm qua tình hình thì của quán hiện nay vẫn ổn định bình thường, chưa có cái gì xáo trộn. Thì đây là một cái mà yên tâm nhất trong cái tình hình hiện nay để chúng ta phục vụ và cái gắn ngược. Lĩnh vực vận tải ghi nhận sự sụt giảm do lượng khách là học sinh, sinh viên được nghỉ học để phòng chống lây lan dịch COVID-19. Người dân e ngại khi di chuyển đến các địa phương khác, khách quốc tế đến giảm. Về tình hình triển khai các dự án đầu tư, trong đó một số dự án có sử dụng công nghệ, máy móc, thiết bị, chuyên gia và nhà đầu tư của Trung Quốc bị ảnh hưởng đến tình hình và tiến độ triển khai dự án, như dự án đầu tư mở rộng nhà máy sợi của Công ty Cổ phần Dệt may Huế, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylene của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Bảo hộ Càng Long Đa, các dự án sản xuất ô tô của Công ty Cổ phần Kim Long Mô tô Huế, Công ty Cổ phần Công nghiệp Chế tạo ô tô Bách Việt. Chúng tôi cũng báo cáo như là đẩy mạnh công việc công tác tái cấu trúc các cái hoạt động của sở cũng như là các hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Thứ nhất là ra soát lại những cái tu tiến mà không hiệu quả thì giảm và cắt không hoạt động nữa. Thứ hai là những cái tu tiến nào mà phương tiện vận chuyển lạc hậu và chất lượng dịch vụ kém thì thời gian qua và tiếp tục sẽ đổi mới phương tiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, ngăn chặn dịch phát triển cũng như hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với phương châm chống dịch như chống giặc, nên chúng ta cũng phải có kịch bản phát triển kinh tế thời chiến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực để chủ động trên mọi mặt trận trong và sau khi dịch được kiểm soát. Tôi khẳng định mình không chủ quan. Quan điểm chống dịch chống giặc
như thời chiến vậy. Thời chiến chúng ta phải có kịch bản kinh tế thời chiến, và đặc biệt là đón đầu kinh tế xã hội chiến, để ta thích nghi dần, vừa không chủ quan, tập trung những công tác phòng chống, nhưng mà duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đó là trong những nhiệm vụ quan trọng song song với nhau. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như sự chủ động các giải pháp từ các sở, ban, ngành địa phương và các doanh nghiệp sẽ hạn chế những khó khăn trước mắt, duy trì sản xuất và tiêu dùng, khôi phục sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng sau khi dịch kết thúc. Thành phố trong thành phố là định hướng phát triển của đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương. Ngoài các đô thị hiện hữu là thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà, trong tương lai, huyện Phong Điền cũng sẽ trở thành thị xã. Sáng qua tại hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ 14, nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự đã góp phần làm sáng tỏ hơn định hướng phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh huyện qua các thời kỳ. Tại hội nghị, trên cơ sở của dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ 14, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm bổ sung về chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm sớm đưa huyện Phong Điền trở thành thị xã. Các đại biểu cho rằng về chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới cân sát với tình hình thực tế địa phương, trong đó tăng mức thu ngân sách, tỷ lệ lao động của địa phương, thu nhập bình quân đầu người. Về nhiệm vụ và giải pháp, các đại biểu nhấn mạnh đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 54 NQTVK cần tập trung khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị. Trước mắt tập trung cho quy hoạch và phải xây dựng Phong Điền trở thành đô thị loại 4, làm cơ sở động lực để phát triển lên thị xã. Ngoài ra, tập trung đầu tư cho các chương trình trọng điểm như phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề, chương trình nông thôn mới, chương trình phát triển du lịch dịch vụ, bổ sung chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho khu công nghiệp, cũng như tập trung thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền. Về phát triển du lịch, cần kêu gọi đầu tư chuỗi du lịch gắn sản phẩm là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, đẩy mạnh việc quảng bá xúc tiến du lịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Phong Điền đã tiếp thu những ý kiến đầy tâm huyết của các đại biểu, những ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh huyện Phong Điền qua các thời kỳ, có tính định hướng, tầm nhìn quan trọng phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần để sớm xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng vừa tổ chức hội nghị các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo nhằm lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các nhân sĩ, trí thức đều cho rằng dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ 12 được biên soạn khá công phu, nghiêm túc, đánh giá những thành tựu và hạn chế của thành phố một cách khách quan để tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng thành phố phát triển xứng tầm là đô thị hạt nhân của toàn tỉnh trong mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trong những năm tới. Trên tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các nhân sĩ trí thức cũng đã góp ý nhiều ý kiến, làm rõ hơn định hướng bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa cốt lõi, độc đáo riêng có của Huế, khai thác hiệu quả du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh về văn hóa, phát triển đi đôi với gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, bền vững, quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa mới, khai thác có hiệu quả những thiết chế hiện có. Các đại biểu tham dự cũng cho rằng báo cáo chính trị cần quan tâm hơn nữa đến yếu tố con người Huế, lấy con người làm trung tâm, từ đó tập trung đầu tư đến sự nghiệp giáo dục, xây dựng con người có nền tảng văn hóa, song phải năng động, văn minh, có kiến thức để theo kịp với yêu cầu phát triển. Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư cho biết, mặc dù đây là dự thảo báo cáo chính trị đã qua 3 lần hiệu chỉnh, nhưng vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, Thành ủy Huế sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và khoa học của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trong hội nghị này, cũng như các hội nghị góp ý sắp đến, để báo cáo chính trị tại đại hội là văn kiện tập trung đầy đủ nhất trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục với những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 43 KHUBND về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 với các giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tái nghèo, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%, tương ứng giảm 1.480 hộ nghèo so với năm 2019.
100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định. Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Theo đó, kế hoạch sẽ triển khai các nội dung sau: chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, các chính sách giảm nghèo chung, các chính sách giảm nghèo đặc thù. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Kế hoạch hướng tới những mục tiêu cụ thể sau: giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người, đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; phấn đấu trên 80% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, bộ phận y tế, an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động làm cả công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; phấn đấu có thêm 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả cải thiện điều kiện lao động và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Để đạt được những mục tiêu nói trên, kế hoạch sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ như nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, kế hoạch còn triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến thường gặp trong các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, huấn luyện lực lượng sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc, triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động phù hợp, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong cả cơ sở sản xuất kinh doanh, tiến tới thực hiện tổ công tác an toàn vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Phấn đấu đưa từ 1.800 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đó là mục tiêu của kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu lao động năm 2020 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Nhằm phấn đấu đưa từ 1.800 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có ít nhất 150 lao động thuộc diện chính sách được hỗ trợ, kế hoạch triển khai một số giải pháp thực hiện sau: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khai thác thị trường lao động nước ngoài, tạo nguồn lao động để đưa đi lao động nước ngoài, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình việc làm năm 2019, ngày 19 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 41 KHUBNG về việc thực hiện chương trình việc làm năm 2020 với mục tiêu tạo việc làm cho 17.000 lao động. Kế hoạch phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: giải quyết việc làm cho 16.800 đến 17.000 lao động, trong đó thông qua phát triển các ngành kinh tế của tỉnh, phát triển doanh nghiệp tạo việc làm cho 13.000 lao động, hỗ trợ tạo việc làm cho 2.000 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, phấn đấu đưa từ 1.800 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thanh thi xuống dưới 2%. Theo đó, kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện: đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm, phát triển mạng lưới doanh nghiệp doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mới, hỗ trợ phát triển thị trường lao động và các hoạt động kết nối cung cầu lao động ở trong nước đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, truyền thông nâng cao năng lực thực hiện chương trình. Sáng qua, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng niên khóa 2018-2020 và trung cấp niên khóa 2019-2020. Khóa học này, nhà trường tiếp tục triển khai áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình lĩnh hội bài giảng. Học sinh sinh viên của trường được tham quan khách sạn, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm thực tế nghề nghiệp tại các khách sạn 5 sao, được rèn luyện theo năng lực thực hiện trên cả 3 mặt: kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, thái độ, phong cách và đạo đức nghề nghiệp. Nhà trường thường xuyên cải tiến, hoàn thiện chương trình, giáo trình theo hướng nâng cao năng lực thực hành, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng vào kỹ năng nghề và năng lực ngoại ngữ, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ năng nghề vào công tác đào tạo.
đặc biệt phát huy tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và năng lực thực hiện có sự tham gia của doanh nghiệp. Thưa quý vị, năm 2020 được dự báo sẽ là năm khô hạn do hiện tượng thời tiết El Nino. Hiện nay các hồ thủy lợi trên địa bàn chỉ đạt từ 50 đến 80% dung tích thiết kế, cả biệt như hồ Bình Điền chỉ đạt 36%. Cộng với lượng mưa theo dự báo sẽ thấp hơn 30% so với mức trung bình hàng năm thì khả năng thiếu hụt nguồn nước cho sản xuất và xâm nhập mặn sẽ rất cao. Trước tình hình đó, việc nâng cấp bảo dưỡng cho các hồ thủy lợi đã và đang gấp rút triển khai nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với sản xuất và đời sống của người dân. Những công trình thủy lợi đã cạn nước, đập tràn khô khốc, Bèo Dâu phát triển mạnh. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng dẫn nước tại một số hồ đã xuống cấp, không đảm bảo tưới tiêu và lãng phí nguồn nước ngọt, đó là thực trạng hiện nay tại các hồ chứa trên địa bàn. Trong đó, các hồ Khe Ngang, Khe Bồi, A Lá, Khe Nước, Cây Mang, Chuồi có nhiều dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Một trong những hồ đang xuống cấp về đập tràn, hệ thống dẫn nước tưới là hồ Khe Rưng ở xã Hương Thọ sẽ được đầu tư gần 6 tỷ đồng. Đặc biệt là hiện nay đầu tư cho cái tuyến đường ở vào Sơn Thọ thì hiện nay được cái dự án Gram của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để làm cái nâng cấp sửa chữa cái hồ đập. Thực trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra, mực nước các sông xuống thấp, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Vùng ven biển và đầm phá chịu tác động của tầng nước ngầm thấp xuất hiện khô hạn, phèn. Để đảm bảo nguồn nước, sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho các hồ thủy lợi đã được triển khai trong thời gian 2 năm 2020 và 2021 với 9 công trình là hồ Phủ Bài 2, Khe Rưng, hồ Cừu, Năm Lăng, Ba Cửa, hồ Phụ Nữ, Cây Cơi, Tà Rinh và Ca Tư với tổng kinh phí đầu tư là gần 125 tỷ đồng. Trong đó kinh phí xây dựng là 89,7 tỷ đồng. Là các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như là công trình ngăn mặn, đê điều cũng như là tu sửa các cái công trình thủy nông. Ngoài ra thì đối với các cái địa phương khác thì đặc biệt là như vùng miền núi ở Nam Đông thì sẽ tùy tình hình nguồn nước và đánh giá từ đầu của hệ thu thì sẽ dừng sản xuất một số diện tích không đảm bảo nguồn nước, bỏ hoang, hoặc là nếu làm thì phải đảm bảo nguồn nước và dùng cơ cấu các cái giống cây trồng phù hợp. Hệ thống hồ chứa nước thủy lợi ở Thừa Thiên Huế đóng vai trò quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu cho đồng ruộng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 56 hồ chứa thủy lợi, 6 hồ chứa thủy điện đã đưa vào vận hành với tổng dung tích khoảng 2 tỷ mét khối. Trước tình hình khô hạn kéo dài, ngày càng có diễn biến phức tạp, việc nâng cao năng lực tích trữ nguồn nước là công việc hết sức cần thiết để đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt trong thời gian đến cần được đẩy nhanh, đặc biệt là cần có kế hoạch tuyên truyền việc sử dụng nguồn nước một cách hợp lý. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, khách hàng và đảm bảo sản xuất kinh doanh, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã áp dụng các giải pháp giao dịch gián tiếp, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của cả cán bộ nhân viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại Điện lực Thừa Thiên Huế, với phương châm đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục để cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt, đơn vị đã áp dụng triệt để các biện pháp. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Theo đó, trong những ngày qua, Điện lực Thừa Thiên Huế liên tục tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch bệnh theo các khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống khi xảy ra dịch bệnh COVID-19. Tại văn phòng công ty, cán bộ y tế của ngành luôn có mặt từ sớm để đo thân nhiệt cho cán bộ đến làm việc tại đơn vị, cũng như đi thực tế tại hiện trường. Ngoài đo thân nhiệt, công ty đã chuẩn bị đầy đủ nước xả khuẩn khô tại các điểm phù hợp trong cơ quan để cán bộ và người lao động thực hiện nghiêm túc. Còn đây là phòng giao dịch khách hàng của Điện lực Nam Sông Hương. Khi khách hàng đến giao dịch, được đơn vị phát khẩu trang miễn phí và chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn cho khách hàng để phòng dịch bệnh. Tại các điểm giao dịch khách hàng, các biển thông báo hướng dẫn thực hiện việc phòng tránh dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc. Một số đơn vị đã tổ chức các điểm phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho khách hàng và nhận được thiện cảm hưởng ứng tích cực từ phía người dân. Điện lực Nam Sông Hương thì riêng ban giám đốc chỉ đạo rất là chặt chẽ về công việc là khử trùng. Thứ nhất là khử trùng tại đơn vị, cái thứ hai là khách hàng mà tới làm việc thì luôn là khi nào đi vào là cũng phải là rửa khử trùng bằng côn nước ạ. Cái thứ hai là điện lực là phát khẩu trang miễn phí từng khách hàng tới làm việc.
Không dừng lại ở đó, các phòng giao dịch khách hàng của công ty Điện lực Huế cũng đã phát đi thông báo khuyến khích khách hàng, người dân sử dụng điện tăng cường thực hiện các giao dịch về điện theo phương thức điện tử, trực tuyến nhằm phòng ngừa tối đa việc lây lan của dịch bệnh. Theo các phòng giao dịch thì nhiều khách hàng trẻ cũng đã chọn giao dịch trực tuyến để hạn chế đi đến chỗ đông người khi thực hiện các dịch vụ về điện. Bên em bữa nay là có vào đó là cổng chăm sóc khách hàng 1900 1909, cái thứ hai là cổng dịch vụ công của tỉnh Thừa Thiên Huế, và cái thứ ba nữa là bữa nay là cũng có cổng dịch vụ công của quốc gia, thì khách hàng có thể đăng nhập và tạo tài khoản trực tuyến và có thể liên hệ với bên em, và bên em có thể làm việc trực tuyến và liên lạc điện thoại cho khách hàng. Từ đầu tháng 2 đến nay, công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn. Đặc biệt, các bệnh viện, các cơ sở y tế và tại hai khu vực cách ly của tỉnh là Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 176 Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Công ty chỉ đạo các đơn vị không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các bệnh viện, các cơ sở y tế, trừ trường hợp xử lý sự cố. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế là đảm bảo nguồn lưới và mái phát điện dự phòng để đảm bảo cấp điện cho các cơ sở y tế, bệnh viện, đặc biệt là các địa điểm cách ly, bệnh viện dã chiến như Trung đoàn 176 tại thị xã Hương Thủy, Trường Quân sự tỉnh tại xã Thủy Bằng. Về mặt phòng dịch tại công ty thì công ty đã tổ chức mua sắm hơn 12.000 khẩu trang y tế, dung dịch diệt khuẩn, máy đo thân nhiệt để trang bị cho cán bộ công nhân viên lao động. Tại các phòng giao dịch khách hàng, chúng tôi bố trí dung dịch diệt khuẩn, khẩu trang y tế để khách hàng sử dụng miễn phí. Để đảm bảo nguồn điện an toàn cũng như góp phần chung tay kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Điện lực Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để xử lý nhanh nhất các tình huống có thể xảy ra. Các điện lực trực thuộc công ty cũng đã phối hợp với các đơn vị cơ sở y tế kiểm tra nguồn dự phòng tại chỗ nhằm khôi phục điện nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Do không khí lạnh suy yếu nên thời tiết hôm nay ở Thừa Thiên Huế tốt dần lên. Đêm nay và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, ban đêm 16 đến 18 độ, độ ẩm phổ biến ở mức 70 đến 78%. Thời tiết biển có sương mù vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.